xuất hiện ba điềm lành trong tháng 10 âm lịch, Bính Thân 1956 tổ tiên độ trì, sung sướng an nhàn. Những tháng cuối năm 2024 đã đến thật nhanh, mang theo bao đổi thay và dự cảm mới. Cô bác có nhận ra không? Thời gian cứ trôi dùng dục, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, những điều đặc biệt gì đã xảy ra với cô bác tuổi Bính Thân 1956? Những tháng đầu năm 2024 có phải là chuỗi ngày bình yên, thành công nối tiếp thành công, hay có những lúc đầy khó khăn, thử thách mà cô bác đã phải đối mặt? Có những điều gì khiến cô bác nhớ nhất? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình trong phần bình luận bên dưới video này, vì biết đâu câu chuyện của cô bác lại chạm đến cảm xúc của nhiều người khác, và cùng nhau, chúng ta sẽ rút ra những bài học quý giá. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu khám phá vận mệnh của cô bác tuổi Bính Thân trong tháng 10 âm lịch, một tháng đầy bí ẩn với những điềm báo quan trọng. Liệu rằng tháng này sẽ mang đến điều gì cho cô bác? Những cơ hội vàng giúp cô bác đổi đời, vươn lên trở thành đại gia, hay là những thử thách đầy bất ngờ mà cô bác cần phải chuẩn bị tinh thần đối mặt? Có phải sẽ xuất hiện những dấu hiệu để cô bác tránh khỏi một đại họa lớn, hay ngược lại, đó sẽ là khoảng thời gian thử thách khiến cô bác phải cân nhắc cẩn thận mọi bước đi? Hãy cùng tôi giải mã tất cả trong video này, mỗi phút giây đều quan trọng, và tôi tin rằng những thông tin sắp tới sẽ khiến cô bác cảm thấy cực kỳ bất ngờ và không thể bỏ qua. Tổng quan tháng 10 âm lịch cho tuổi Bính Thân 1956. Tháng 10 âm lịch của cô bác tuổi Bính Thân 1956 được dự báo sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, nhưng cũng không ít thách thức cần lưu tâm. Dù đã lớn tuổi, cô bác vẫn sẽ phải đối diện với những thay đổi trong cuộc sống, từ sự nghiệp, tài lộc đến gia đạo và sức khỏe. 1. Sức khỏe. Sức khỏe là điều mà cô bác tuổi Bính Thân cần chú ý đặc biệt trong tháng này. Do đã lớn tuổi, những vấn đề như xương khớp, huyết áp hoặc tim mạch có thể dễ dàng xuất hiện nếu không được chăm sóc đúng cách. Cô bác nên duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng, ăn uống khoa học và thăm khám định kỳ để giữ cho sức khỏe ổn định. Tránh làm việc quá sức hoặc lo nghĩ nhiều để tinh thần luôn thoải mái, thư thái. 2. Gia đạo và gia đình. Về gia đình, đây là tháng mà cô bác sẽ nhận thấy sự gắn kết và yêu thương từ con cháu. Những người tuổi Bính Thân thường là những người biết hy sinh, chăm sóc gia đình, và tháng này cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe và không nên quá bận tâm vào những việc nhỏ nhặt trong gia đình. Cô bác có thể dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chia sẻ với con cháu. Điều này không chỉ giúp gia đình thêm gắn kết mà còn giúp cô bác cảm thấy an yên hơn. Đối với những gia đình có con cháu đã trưởng thành, cô bác có thể sẽ phải đối diện với một số mâu thuẫn nhỏ trong việc nuôi dạy con cháu hoặc vấn đề tài chính trong gia đình. Tuy nhiên, hãy giữ thái độ bình tĩnh và thấu hiểu để gia đình luôn hòa thuận và hạnh phúc. 3. Tài lộc. Về tài chính, tháng 10 âm lịch không phải là thời điểm lý tưởng để đầu tư hoặc chi tiêu lớn. Dù cho có những cơ hội trước mắt, cô bác cần xem xét kỹ lưỡng, tránh vội vàng dẫn đến những quyết định sai lầm. Hãy ưu tiên tiết kiệm và chi tiêu hợp lý trong tháng này. Những khoản thu nhập từ các nguồn phụ như bất động sản hoặc đầu tư trước đây có thể mang lại lợi nhuận nhỏ, nhưng đừng quá kỳ vọng vào những khoản lời lớn. Đối với những cô bác không còn đi làm, tài chính chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập ổn định như lương hưu hoặc trợ cấp. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại kế hoạch chi tiêu dài hạn, đảm bảo cuộc sống thoải mái mà không lo lắng về tài chính trong tương lai. 4. Sự nghiệp. Đối với cô bác vẫn còn tham gia vào công việc hoặc kinh doanh, tháng 10 âm lịch có thể mang đến một vài khó khăn nhất định. Sự cạnh tranh trong công việc hoặc áp lực tài chính có thể khiến cô bác cảm thấy mệt mỏi, đôi khi là thiếu động lực. Tuy nhiên,
Nếu biết cách tận dụng những mối quan hệ lâu năm, kinh nghiệm dày dặn và lòng kiên nhẫn, cô bác sẽ dễ dàng vượt qua. Lời khuyên cho tháng này là hãy duy trì sự bình tĩnh, không nên mạo hiểm trong những quyết định lớn. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, đây là thời gian nên tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tập trung vào gia đình, con cháu. Tuy nhiên, nếu có tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện hoặc làm thêm công việc bán thời gian, hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn đối tác và công việc để tránh phiền toái không cần thiết. Dưới đây là luận giải chi tiết cho từng phương diện, sự nghiệp, tài lộc, gia đạo và sức khỏe của tuổi Bính Thân 1956 trong những ngày xấu này. 1. Ngày 6 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp. Ngày 6 tháng 10 âm lịch không phải là ngày thuận lợi cho tuổi Bính Thân trong công việc. Đối với những cô bác vẫn đang đi làm, hôm nay có thể gặp phải sự trì trệ trong tiến độ công việc hoặc sự không hài lòng từ cấp trên. Những quyết định quan trọng có thể bị trì hoãn, và cô bác cần thận trọng khi tham gia vào các cuộc thảo luận hoặc họp mặt có liên quan đến công việc. Tránh tranh cãi hoặc khăng khăng bảo vệ quan điểm cá nhân để không làm mâu thuẫn leo thang. Nếu đã nghỉ hưu, cô bác nên tránh tham gia vào các cuộc bàn bạc liên quan đến công việc hoặc tài chính trong gia đình. Thay vào đó, hãy tìm thời gian thư giãn và làm những điều yêu thích. Tài lộc. Ngày này có thể mang đến một số rủi ro trong tài chính. Cô bác tuổi Bính Thân cần chú ý trong các giao dịch tiền bạc, đặc biệt là khi tham gia vào các dự án đầu tư hoặc cho vay mượn. Những quyết định tài chính trong ngày này dễ dẫn đến thua lỗ hoặc mất mát. Nếu có kế hoạch chi tiêu lớn, hãy xem xét kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, hãy thận trọng trong việc quản lý tài sản và tài chính gia đình. Hãy tránh các quyết định mang tính chất mạo hiểm và tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Gia đạo. Trong ngày 6 tháng 10 âm lịch, gia đạo có thể không được hòa thuận. Những bất đồng giữa các thế hệ trong gia đình có thể trở nên căng thẳng và cô bác cần giữ vai trò hòa giải. Hãy khuyến khích mọi người đối thoại một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, tránh để xung đột leo thang. Cũng cần lưu ý rằng, trong ngày này, những vấn đề về tài chính trong gia đình có thể gây ra nhiều căng thẳng. Hãy đảm bảo rằng mọi người cùng nhau thảo luận về các vấn đề này để tìm ra giải pháp hợp lý. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày 6 tháng 10 âm lịch có thể không được tốt. Cô bác nên chú ý đến các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi hoặc khó chịu trong người. Những vấn đề liên quan đến huyết áp và tim mạch cần được theo dõi chặt chẽ. Hãy chú trọng vào việc chăm sóc sức khỏe bằng cách thực hiện các bài tập nhẹ nhàng và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa các thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Các ngày xấu trong tháng 10 âm lịch 2024 đều tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức cho tuổi Bính Thân 1956. Cô bác cần phải hết sức thận trọng trong từng quyết định, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến gia đạo và sức khỏe. Bằng cách giữ vững tinh thần lạc quan, cẩn trọng trong hành động và thường xuyên trao đổi, chia sẻ với con cháu, cô bác có thể vượt qua những khó khăn này và tìm kiếm những cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai. 2. Ngày 12 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp. Ngày 12 tháng 10 âm lịch có thể mang đến nhiều thách thức cho tuổi Bính Thân 1956 trong công việc. Những cô bác vẫn đang đi làm có thể phải đối mặt với sự chậm trễ trong tiến độ công việc, khiến cảm giác lo lắng và áp lực gia tăng. Có thể có những cuộc thảo luận khó khăn với cấp trên hoặc đồng nghiệp, và cô bác nên giữ thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp để không làm xấu đi mối quan hệ. Hôm nay không phải là thời điểm lý tưởng để đề xuất ý tưởng mới hoặc thực hiện các kế hoạch lớn, vì những ý tưởng này dễ bị phản bác hoặc không nhận được sự đồng thuận. Đối với những ai đã nghỉ hưu, hôm nay nên tránh các hoạt động liên quan đến giấy tờ hay hợp đồng, cũng như không nên tham gia vào các cuộc họp có tính chất căng thẳng. Hãy dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi,
tận hưởng những điều đơn giản trong cuộc sống. Tài lộc. Về mặt tài chính, ngày này có thể không mang lại may mắn cho tuổi Bính Thân. Các khoản thu nhập có thể không ổn định, thậm chí có nguy cơ mất mát nếu không cẩn thận trong các giao dịch tiền bạc. Cô bác nên tránh việc cho vay tiền hoặc tham gia vào các đầu tư lớn, vì rủi ro thua lỗ là rất cao. Nếu có kế hoạch chi tiêu lớn, hãy cân nhắc và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định. Với những cô bác đang nghỉ hưu, hôm nay không phải là thời điểm tốt để bàn bạc về các kế hoạch tài chính gia đình. Hãy lắng nghe ý kiến từ con cháu và tránh các quyết định mang tính rủi ro. Gia đạo. Trong ngày 12 tháng 10 âm lịch, không khí gia đình có thể có chút căng thẳng. Những xung đột về quan điểm giữa các thế hệ có thể nảy sinh, đặc biệt là khi con cháu có ý kiến trái ngược với cô bác. Thay vì tranh cãi, cô bác nên tìm cách hòa giải và tạo điều kiện để mọi người có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách nhẹ nhàng. Hãy khuyến khích các thành viên trong gia đình chia sẻ cảm xúc và lắng nghe lẫn nhau. Nếu có cuộc gặp mặt gia đình, hãy tạo ra không khí vui vẻ và hòa thuận để mọi người cùng nhau trò chuyện, gắn kết tình cảm. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày 12 tháng 10 âm lịch có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực tâm lý. Cô bác tuổi Bính Thân nên chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, hạn chế căng thẳng và tìm thời gian thư giãn. Những vấn đề liên quan đến tiêu hóa hoặc xương khớp có thể xuất hiện nếu không chú ý đến chế độ ăn uống và vận động. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng để giữ cơ thể luôn dẻo dai. 3. Ngày 18 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp. Ngày 18 tháng 10 âm lịch mang đến nhiều thách thức trong công việc cho tuổi Bính Thân. Những cô bác còn đi làm có thể gặp phải tình trạng công việc bị đình trệ, khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng nghiệp hoặc đối tác có thể không hợp tác như mong đợi, khiến tiến độ công việc bị chậm lại. Hôm nay không phải là ngày thuận lợi để đưa ra quyết định quan trọng hay khởi đầu các dự án mới, vì vậy cô bác nên tránh các cuộc họp quan trọng và không nên ký kết hợp đồng. Nếu đã nghỉ hưu, cô bác nên tránh các hoạt động đòi hỏi sự tập trung và suy nghĩ nhiều, thay vào đó hãy thư giãn, nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe. Tài lộc. Tài chính trong ngày này không ổn định. Những khoản tiền dự kiến thu về có thể bị chậm trễ hoặc không được như ý. Đặc biệt, những khoản đầu tư trong ngày này có thể dẫn đến thua lỗ. Cô bác tuổi Bính Thân cần cẩn trọng trong các giao dịch tiền bạc, tránh đầu tư vào các dự án có rủi ro cao. Nếu đã nghỉ hưu, cô bác cũng nên thận trọng khi cho vay mượn tiền hoặc tham gia vào các kế hoạch tài chính lớn. Hôm nay không phải là ngày tốt để thực hiện những thay đổi liên quan đến tài chính gia đình, vì có thể gặp nhiều rủi ro ngoài dự kiến. Gia đạo. Gia đạo trong ngày 18 tháng 10 âm lịch có thể xảy ra những mâu thuẫn nhỏ giữa các thành viên trong gia đình. Những bất đồng về quan điểm sống hoặc cách quản lý tài chính có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Cô bác nên đóng vai trò hòa giải, khéo léo giải quyết mọi mâu thuẫn bằng sự nhẹ nhàng và thấu hiểu, tránh để xung đột leo thang. Hãy dành thời gian lắng nghe con cháu và khuyến khích các thành viên trong gia đình đối thoại với nhau một cách tích cực, tránh những lời lẽ gay gắt. Sức khỏe. Sức khỏe của cô bác trong ngày này có thể gặp phải một số vấn đề liên quan đến tim mạch hoặc huyết áp. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, hạn chế thực phẩm có nhiều dầu mỡ và muối, đồng thời tập thể dục nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe. 4. Ngày 22 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp. Ngày 22 tháng 10 âm lịch không mang lại nhiều thuận lợi trong sự nghiệp cho tuổi Bính Thân 1956. Nếu cô bác vẫn đang làm việc, hôm nay có thể gặp phải những khó khăn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Những ý kiến đề xuất trong ngày này dễ bị hiểu sai hoặc không được chấp thuận. Vì vậy, cô bác nên thận trọng trong việc phát biểu ý kiến và tránh đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu đã nghỉ hưu,
cô bác nên tránh tham gia vào các cuộc họp gia đình liên quan đến công việc hoặc tài chính. Ngày này không thích hợp để đưa ra lời khuyên hay tham gia vào các quyết định mang tính chiến lược. Tài lộc, tài chính trong ngày 22 tháng 10 âm lịch có xu hướng suy giảm. Cô bác nên cẩn trọng trong việc chi tiêu, đặc biệt là khi tham gia vào các hoạt động mua sắm hoặc đầu tư lớn. Các dự án tài chính hoặc đầu tư có thể gặp phải những vấn đề không lường trước, khiến tiền bạc tiêu hao nhiều hơn dự định. Đối với những ai còn làm việc, hôm nay có thể không nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên hoặc gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ. Nếu đã nghỉ hưu, cô bác cần chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong gia đình. Hãy lắng nghe ý kiến từ con cháu và không nên quyết định một cách nóng vội. Tốt nhất là nên trì hoãn các quyết định liên quan đến tài chính sang một ngày khác thuận lợi hơn. Gia đạo, ngày này trong gia đình có thể xảy ra những tranh cãi không đáng có giữa các thành viên. Các cuộc tranh luận về tài chính hoặc công việc của con cháu có thể gây căng thẳng. Cô bác tuổi Bính Thân nên là người đứng giữa, giúp giải quyết vấn đề một cách khéo léo và bình tĩnh. Ngoài ra, cô bác nên tránh việc áp đặt ý kiến cá nhân lên con cháu. Hãy khuyến khích các thành viên trong gia đình thảo luận một cách hòa nhã và lắng nghe lẫn nhau. Mọi quyết định liên quan đến gia đình trong ngày này không nên được thực hiện vội vàng, mà cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày 22 tháng 10 âm lịch dễ bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng tinh thần. Cô bác có thể cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ hoặc đau đầu do suy nghĩ quá nhiều về các vấn đề gia đình hoặc tài chính. Những vấn đề về xương khớp và huyết áp cũng cần được chú ý. Để cải thiện tình trạng sức khỏe, cô bác nên dành thời gian nghỉ ngơi, thực hiện các bài tập thư giãn nhẹ nhàng như yoga hoặc thiền. Hãy chú trọng vào chế độ ăn uống lành mạnh, tránh các thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và tiêu hóa. 5. Ngày 28 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp. Ngày 28 tháng 10 âm lịch mang đến nhiều khó khăn và trở ngại cho tuổi Bính Thân 1956 trong công việc. Đối với những cô bác vẫn còn đi làm, có thể phải đối mặt với sự xung đột và căng thẳng trong môi trường làm việc. Những hiểu lầm hoặc mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp dễ xảy ra, dẫn đến sự bất hòa và ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Bất kỳ dự án hoặc kế hoạch nào trong ngày này cũng dễ gặp trở ngại, đặc biệt là các nhiệm vụ đòi hỏi sự hợp tác hoặc làm việc nhóm. Cô bác cần giữ bình tĩnh, thận trọng trong lời nói và hành động để tránh tạo thêm xung đột. Nếu đã nghỉ hưu, cô bác không nên bắt tay vào các công việc lớn như sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ đạc quan trọng hoặc thực hiện kế hoạch tài chính. Đây là ngày có nhiều năng lượng tiêu cực, nên ưu tiên nghỉ ngơi và tránh xa các quyết định trọng đại. Tài lộc. Về phương diện tài chính, ngày này không thuận lợi cho các giao dịch tiền bạc. Đối với những cô bác đang đầu tư hoặc quản lý tài chính, đây là thời điểm dễ gặp thua lỗ hoặc mất mát. Các khoản đầu tư có thể không sinh lời, thậm chí dẫn đến thiệt hại. Ngoài ra, cần chú ý đến việc chi tiêu hàng ngày, tránh các khoản chi không cần thiết hoặc bị lừa gạt trong các giao dịch. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, cần chú ý đến việc quản lý tài sản gia đình. Không nên cho vay mượn tiền hoặc tham gia vào các dự án đầu tư rủi ro. Việc bàn bạc với con cháu về các quyết định tài chính trong ngày này cũng không mang lại kết quả như mong đợi. Gia đạo, ngày 28 tháng 10 âm lịch cũng không phải là ngày tốt lành cho mối quan hệ gia đình. Những xung đột nhỏ có thể nảy sinh trong gia đình, đặc biệt là giữa con cháu với nhau. Cô bác tuổi Bính Thân cần giữ vai trò trung gian, bình tĩnh giải quyết mọi mâu thuẫn bằng sự nhẹ nhàng, tránh để sự căng thẳng gia tăng. Cũng cần lưu ý rằng, trong ngày này, những bất đồng về quan điểm hoặc cách sống giữa các thế hệ có thể dễ xảy ra. Thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm cá nhân, cô bác nên khéo léo lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của con cháu để giữ không khí gia đình ấm áp, hòa thuận.
Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày 28 tháng 10 âm lịch có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt đối với những cô bác có tiền sử bệnh về xương khớp hoặc tim mạch. Cô bác nên tránh các hoạt động thể lực quá nặng nhọc và tập trung vào việc nghỉ ngơi, thư giãn. Các vấn đề về huyết áp hoặc đau nhức cơ thể có thể xuất hiện, nên cần theo dõi kỹ lưỡng và nếu cần thiết, hãy thăm khám bác sĩ để tránh những biến chứng không mong muốn. Việc điều chỉnh chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung thêm các thực phẩm có lợi cho tim mạch và xương khớp, cũng như duy trì lối sống khoa học sẽ giúp cải thiện sức khỏe trong ngày này. Những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch 2024. Mùng 3 tháng 10 âm lịch. Mùng 8 tháng 10 âm lịch. Ngày 15 tháng 10 âm lịch. Ngày 21 tháng 10 âm lịch. 1. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch mang đến cơ hội thuận lợi cho những cô bác vẫn còn tham gia công việc hoặc kinh doanh. Đây là thời điểm để phát huy tối đa khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm hoặc xử lý các vấn đề còn tồn đọng. Những ai còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cũng có thể nhận được những cơ hội tốt để mở rộng quy mô hoặc ký kết những hợp đồng mới. Tuy nhiên, cô bác cần lưu ý rằng không nên quá tin tưởng vào người khác khi đưa ra quyết định quan trọng. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, ngày này có thể là dịp để nhìn lại và cảm nhận những thành quả đã đạt được trong suốt cuộc đời. Cô bác có thể dành thời gian để viết lách, ghi lại những kinh nghiệm sống hoặc truyền đạt kiến thức cho con cháu. Tài lộc, tài chính trong ngày mùng 3 tháng 10 có thể đạt được những bước tiến bất ngờ. Những khoản đầu tư trước đây có thể bắt đầu mang lại lợi nhuận, hoặc cô bác có thể nhận được những tin vui về tài chính từ người thân. Tuy nhiên, đừng quên rằng tiết kiệm và quản lý chi tiêu thông minh vẫn là chìa khóa để duy trì sự ổn định trong thời gian tới. Gia đạo, ngày mùng 3 tháng 10 là thời điểm tốt để gia đình đoàn tụ, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Con cháu có thể mang đến những tin tức tích cực, giúp cô bác cảm nhận được sự gắn kết gia đình. Đây cũng là lúc để giải quyết các vấn đề tồn đọng, nếu có, trong không khí hòa thuận và yêu thương. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này cần được chú ý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xương khớp và tim mạch. Cô bác nên tránh các hoạt động quá nặng nhọc và nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. 2. Ngày mùng 8 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp. Ngày mùng 8 tháng 10 là ngày thích hợp để cô bác nhìn lại quá trình làm việc và sự nghiệp của mình, dù đã nghỉ hưu hay còn tham gia công việc. Với những ai còn hoạt động trong công việc, đây là lúc để tổng kết lại những thành quả đã đạt được và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. Một ngày tốt để hoàn thành các dự án còn dang dở hoặc đưa ra các quyết định quan trọng trong công việc. Đối với cô bác đã nghỉ hưu, hôm nay là ngày lý tưởng để tham gia vào các hoạt động tinh thần, học hỏi thêm những kiến thức mới mẻ, hoặc đơn giản là thư giãn trong không gian gia đình. Tài lộc. Tài lộc trong ngày mùng 8 tháng 10 khá ổn định. Nếu cô bác có ý định đầu tư hoặc mua sắm những thứ cần thiết, hôm nay là thời điểm thích hợp. Các khoản chi tiêu lớn nên được cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng nếu đã có sự chuẩn bị trước, cô bác sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì trong việc quản lý tài chính của mình. Gia đạo. Về mặt gia đình, hôm nay cô bác có thể nhận được sự quan tâm, yêu thương từ con cháu. Một cuộc gặp gỡ ấm cúng, những cuộc trò chuyện ý nghĩa sẽ giúp cô bác cảm thấy an yên và hạnh phúc. Đây cũng là ngày thích hợp để giáo dục con cháu về những giá trị truyền thống và kinh nghiệm sống. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày mùng 8 tháng 10 tương đối ổn định. Tuy nhiên, để giữ vững phong độ, cô bác nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng, bổ sung thêm các loại thực phẩm có lợi cho tim mạch và xương khớp. Tránh làm việc quá sức và hạn chế các hoạt động thể chất nặng nhọc. 3. Ngày 15 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp. 15 tháng 10 âm lịch là ngày may mắn cho những ai vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc làm việc. Với những cô bác đang tham gia công việc,
Đây là thời điểm lý tưởng để gặp gỡ khách hàng, đối tác hoặc ký kết hợp đồng quan trọng. Nhờ vào sự kiên nhẫn và thông minh trong cách giải quyết công việc, cô bác có thể dễ dàng thu về những kết quả tốt. Tuy nhiên, cần tránh tranh cãi hoặc xung đột với đồng nghiệp trong hôm nay để giữ hòa khí nơi công sở. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, 15 là ngày phù hợp để sắp xếp lại cuộc sống cá nhân, tổ chức những chuyến đi ngắn để thư giãn hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Một ngày để cảm nhận sự thanh thản và niềm vui giản dị từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tài lộc. Tài lộc trong ngày 15 tháng 10 có xu hướng tích cực. Nếu cô bác đang mong đợi một nguồn thu nhập từ đầu tư hoặc những khoản tiền từ kinh doanh, hôm nay là thời điểm có thể nhận về những lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, vẫn cần sự cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh lãng phí vào những thứ không cần thiết. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, đây là thời điểm tốt để kiểm tra lại các khoản tiết kiệm và đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho tương lai. Gia đạo. Không khí gia đình trong ngày 15 có sự hòa thuận, yêu thương, con cháu có thể mang đến tin vui hoặc bất ngờ nhỏ, khiến cô bác cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, cô bác cũng cần chú ý đến việc lắng nghe và chia sẻ với con cháu, giúp giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt trước khi chúng trở thành những mâu thuẫn lớn hơn. Sức khỏe. Về sức khỏe, 15 tháng 10 là ngày cô bác nên chú ý nhiều hơn đến các triệu chứng về huyết áp hoặc tim mạch. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng sẽ giúp cô bác giữ vững sức khỏe trong ngày này. Đặc biệt, tránh làm việc quá sức hoặc thức khuya. 4. Ngày 21 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp. Ngày này, đối với cô bác tuổi Bính Thân, dù đã nghỉ hưu hay vẫn còn làm việc, đều có thể cảm nhận được một tinh thần thư thái, dễ chịu. Với những cô bác vẫn còn đi làm, đây là thời điểm thích hợp để giải quyết những công việc tồn đọng hoặc gặp gỡ đối tác, đồng nghiệp. Ngày này giúp cô bác tận dụng tốt các mối quan hệ lâu năm, kinh nghiệm của mình để đạt được sự tin tưởng và kết quả tốt. Tuy nhiên, hãy tránh các quyết định quá mạo hiểm, đặc biệt nếu liên quan đến dự án lớn hoặc vấn đề tài chính. Còn đối với những cô bác đã nghỉ hưu, đây là ngày lý tưởng để tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện hoặc gặp gỡ bạn bè cũ. Một cuộc trò chuyện thoải mái có thể giúp cô bác mở rộng tầm nhìn và có thêm những niềm vui trong cuộc sống. Tài lộc. Về mặt tài chính, ngày 21 tháng 10 được xem là một ngày thuận lợi để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nếu có khoản vay mượn cần thu hồi hoặc quyết định quan trọng về đầu tư tài chính, thì ngày này cô bác có thể nhận được những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, dù là ngày tốt, cô bác vẫn nên thận trọng trong việc đưa ra những quyết định liên quan đến chi tiêu lớn hoặc các khoản đầu tư mới. Tập trung vào ổn định tài chính sẽ tốt hơn là thử nghiệm với những dự án mới mẻ. Gia đạo. Trong gia đình, 21 tháng 10 mang lại không khí hòa thuận, yên vui. Con cháu có thể tổ chức một buổi gặp gỡ, sum họp, khiến cô bác cảm nhận được sự ấm áp từ những người thân yêu. Đây cũng là thời điểm để cô bác chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống với con cháu, giúp gắn kết thêm tình cảm gia đình. Ngoài ra, nếu có mâu thuẫn nhỏ nào trong gia đình, hôm nay là cơ hội tốt để mọi người hòa giải và hiểu nhau hơn. Sức khỏe. Ngày này, sức khỏe của cô bác tương đối ổn định. Tuy nhiên, để duy trì sự dẻo dai và tránh những vấn đề về xương khớp, cô bác có thể thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hoặc yoga. Tránh lo âu, căng thẳng quá mức, và đặc biệt nên dành thời gian nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ mang lại giá trị và giúp quý vị có thêm động lực để chinh phục những mục tiêu trong cuộc sống. Chúc quý vị bước vào tháng mới với thật nhiều may mắn, thành công và luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.